quê hương ân nặng nghĩa tình, là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời, để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lả trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Sau một thời gian trùng tu xây dựng, cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân làng đã long trọng tổ chức đại lễ và cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Đại diện đảng, chính quyền địa phương, các tăng ni tín đồ Phật tử cùng các công ty doanh nghiệp và bà con nhân dân trong xóm ngoài làng đã tới dự lễ dâng hoa, thắp nén hương trầm thành kính. Với sự đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo, thông minh linh hoạt, không biết mệt mỏi của bàn tay khối óc các thế hệ người dân nơi đây, đã làm cho đời sống tinh thần vật chất của nhân dân địa phương ngày một nâng cao, số hộ khá và giàu ngày một tăng, vẫn giữ gìn và phát huy được những nét đẹp văn hóa truyền thống đáng trân quý, những nét đẹp đặc trưng của đồng bằng châu thổ sông Hồng, thể hiện qua các hình ảnh cây đa, giếng nước, đình chùa, đến những phong tục lễ hội truyền thống trong thờ cúng tổ tiên, thờ danh nhân và các vị thần có công với nước. Nổi bật là để lại nét đẹp tâm linh, đó chính là nghi lễ thờ Phật. Nhà chùa cùng các cụ cao niên chức sắc trong làng đã họp bàn và thống nhất trùng tu lại ngôi chùa. Ý nguyện này được nhanh chóng đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các công ty doanh nghiệp trong làng. Mọi người cùng phát tâm công đức hoan hỷ, ủng hộ tinh thần vật chất cùng trùng tu ngôi chùa. Sau một thời gian thi công, đến nay ngôi chùa đã khánh thành uy nghi, thành kính. Trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, ngôi chùa mãi mãi là nền tảng vững chắc cho người dân trong làng thêm gắn bó, đoàn kết, cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc đi lên. Nhận thức đúng tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của việc bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa, để giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, việc khởi công trùng tu xây dựng chùa đã đáp ứng lòng mong mỏi, khát khao của người dân trong làng. Đây chính là địa điểm tâm linh để người dân đến vãn cảnh, thành kính, thắp hương dâng hoa, cúi xin Đức Phật phù hộ độ trì cho dân làng sức khỏe, trí tuệ, làm ăn tấn tới, sản xuất kinh doanh phát triển, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu học hành tiến bộ, công tác thành đạt. Qua đó phát huy và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống trong bảo tồn những di sản văn hóa và duy trì những mỹ tục trong thờ cúng tổ tiên, tiếp tục góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Nơi đây đất mẹ quê cha,
chùa thiêng Phật ngự có ta có mình, quê hương sâu nặng nghĩa tình, tiếng chuông vang vòng nhật trình sớm hôm. Vang tiếng nghi chuông, nghi chùa quê ta đó, nơi đây đất mẹ quê cha, quê hương sâu nặng biết bao nghĩa tình. Nay về thăm quê thăm lại mái chùa, chùa nơi quê mình, tiếng chuông vang vọng từ ngàn xưa, tiếng kể tiếng kinh dục lòng quý khách thành tâm. Quán cảnh chùa khắp hương nguyện cầu, A Di Đà Phật chắp tay khấn cầu, cầu bình an. Ngôi chùa quê ta có từ bao đời, vật đổi sao rời, ánh nắng đội mưa, chùa không còn nguyên vẹn, ước lòng của quê hương nhất tâm mê thành, nguyện xây dựng ngôi chùa tòa sen Phật ngự uy linh, hòa nỗi niềm của nhân dân. Ngôi chùa hình bóng quê hương, nhớ lời Đức Phật bốn phương tụ về, làm chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm, nhất nghi lòng nhất tâm nghi, chúng nghi sức ta cùng xây dựng ngôi chùa. Biết bao vất vả nắng mưa, trẻ già gái trai không hề quan ngại, tấm lòng của bà con quê mình mang hết nhiệt tình, mong sao thỏa nguyện ước mơ, quang cảnh trò được cao trang. Chuông nghi chùa ngân vang như dục lòng người, Đức Phật Di Đà sáng danh, Bồ Tát hào quang cứu người trầm luân, thương người cơ khổ dắt dìu chúng sinh trên cõi trần sáng đẹp muôn phần. A Di Đà Phật chắp tay con khấn cầu, cầu bình an. Quê mẹ thân thương những tấm lòng vang, truyền thống quê làng nghĩa tình gắn bó bên nhau, bà con quê ta yêu thương đoàn kết, tình sẻ chia sống tràn hòa như con.
phấn khởi nói ca quê hương mình nở hàng hoa. Hôm nay con thấy Phật về trong mây, lòng con vui sướng ngỡ như mình tái sinh đời. Con trong Phật cười, nụ cười bao la thấu hiu, nụ cười nhân tâm soi chiếu cho con quên đời còn khổ đau nhiều. Hôm nay con thấy Phật về trong mây, hào quang rực sáng ngỡ như là chốn thiên đàng. Con xin ơn người, hình người trong tim ấm áp, dìu đời con qua bao táp cho con tin vào lời pháp nhiệm màu. Mây ngàn phương như tình thương Phật trao cho đời, bao trăm luân không nề chi để cứu độ người. Mây trời bay như chuyện nơi nhân thế bao đời, giữ làm chi khi một mai về với cát bụi. Hôm nay con thấy Phật về trong mây, lòng con phơi phới cũng như mây bốn phương trời. Con xin theo người, đời này cho con đi tới một ngày thân tâm như mới, thăm dân gì tạm rời trái tim này. Phật về trong mây, hào quang rực sáng ngỡ như là chốn thiên đàng. Con xin ơn người, hình người trong tim ấm áp, dìu đời con qua bao táp cho con tin vào lời pháp nhiệm màu. Mây ngàn phương như tình thương Phật trao cho đời, bao trăm luân không để chi để cứu độ người. Mây trời bay như chuyện nơi nhân thế bao đời, giữ làm chi khi một mai về với cát bụi. Hôm nay con thấy Phật về trong mây, lòng con phơi phới cũng như mây bốn phương trời. Con xin theo người, đời này cho con đi tới một ngày thân tâm như mới, tham sân si tạm rời trái tim này. Con xin theo người, đời này cho con đi tới mỗi ngày thân tâm như mới, tham sân si tạm rời trái tim này.
cũng như toàn thể cùng toàn thể nhân dân chúng ta an toàn để đón tổ chức chúng tôi tổ chức lễ khai trường. Chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đón chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi cảm nhận nhân dân phát huy vai tổ chức thay mặt cho ban tổ chức tôi xin được tham qua chương trình làm việc. Thứ nhất là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, thứ hai là giới thiệu đại biểu lên tặng hoa, thứ ba là ôn lại quá trình xây chùa, thứ tư là lãnh đạo phát biểu động viên, và thứ năm là lễ bế mạc chương trình. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cụ công công bà cùng toàn thể nhân dân, sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và với hàng ngàn trái tim của người con thôn Nhật Tảo đang nụ nhịp vui mừng đón nhận một ngày vui bất tận, chứa đựng bao tâm tình của người địa phương nói riêng và quý khách thập phương nói chung. Dân cảnh sen thắm hương đưa mừng ngôi tam bảo lắng vừa vàng hoa, Nam Mô Đức Phật Di Đà. Niềm vui đã thấy cành hoa rực phường, quả thật như vậy. Với tâm niệm có được ngôi chùa thông thoáng phục vụ đời sống tín ngưỡng tôn giáo, đó là mong ước của quê hương, của con người quê hương Tải. Sau gần một năm nỗ lực thi công, ngôi chùa Long Văn Châu Tự nay đã hoàn thành một cách như ý nguyện. Sở dĩ ngôi chùa mau chóng được hoàn thành phần lớn là nhờ vào ân đức của ba ngôi tam bảo, sự nhiệt thành ủng hộ của lãnh đạo chính quyền các cấp, sự nỗ lực của ban kiến thiết thôn nhà cũng như sự phát tâm đức của những người con quê hương gần xa và quý khách phương đã phát tâm công đức ủng hộ. Vì vậy mà ngôi chùa đã được thành tựu như ngày hôm nay. Để đáp ứng nhu cầu tâm linh và nơi tụ tập trong Phật tử địa phương, ban chấp các nhà chùa, ban kiến thiết kiến nghị lên chính quyền địa phương để xin được tổ chức khánh thành ngôi chùa Long Vân Châu Tự. Được sự chấp thuận của lãnh đạo ban chấp tác nhà chùa, ban kiến thiết xây dựng chùa, hôm nay long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi chùa Long Vân Châu Tự và an vị Phật vào ngày 27 tháng 11 năm 2022 và ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Dần. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Về dự buổi lễ khánh thành chùa Long Vân Châu Tự ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu ở thôn có đồng chí Đỗ Thế Chất là trưởng thôn đã về dự và nhiệt liệt đề nghị các quý vị đại biểu và nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Ngày khánh thành ngôi chùa của chúng ta hôm nay còn sự cộng đồng rất nhiều các vị quan khách gần xa của các cụ công cô bà cùng toàn thể nhân dân. Chúng ta cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh mời đồng chí Đỗ Thế Chất, trưởng thôn, lãnh đạo cơ sở sẽ lên phát biểu ý kiến. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ công, các bà và toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, người Việt Nam ta rất giàu đời sống tâm linh, hình ảnh ngôi chùa là nơi nương tựa tinh thần. Vì vậy mà dân gian đã ca tụng hình ảnh mái chùa qua các thể loại văn thơ: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Thật vậy, chùa Long Vân Châu Tự tại thôn Nhân Tảo được xây dựng và thành lập vào năm 1997 với tâm nguyện của nhân dân thôn nhà nơi đây. Nhưng trải qua một thời gian, chùa đã xuống cấp một cách trầm trọng. Vì sự an nguy đến tính mạng của bà con nhân dân nên ban chấp tác nhà chùa đã kiến nghị với cơ sở xây mới lại ngôi chùa để bà con nhân dân có nơi thờ phượng Phật. Trao dồi đạo đức tâm linh theo giáo lý của Đức Phật đã để lại để nhanh chóng có được nơi thờ tự trang nghiêm, thoáng mát và sinh hoạt, và để đảm bảo cho sự an toàn của nhân dân mỗi khi lễ Phật, chúng tôi
ban xây dựng công trình đã nỗ lực thi công liên tục. Vì vậy mà ngôi chùa đã hoàn thành theo dự tính ban đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, sở dĩ ngôi chùa được hoàn thành như ý nguyện, chưa hết là sự gia hộ của Tam Bảo, sự ủng hộ của cơ sở, và đặc biệt nhất là sự đóng góp và phát tâm công đức của nhân dân và toàn thể nhân và các đoàn thể, các tập thể trong và ngoài địa phương đã nhiệt thành ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất, cho nên công trình đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Và giờ đây chúng tôi xin được đại diện cho cơ sở kính tri ân đến toàn thể quý khách và bà con nhân dân xa gần lời tri ân sâu sắc và thấm tình đạo vị. Và tôi xin được tuyên bố khai mạc buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Theo kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý khách gần xa, tôi xin thay mặt cho ban kiến thiết chùa, tôi xin báo cáo sơ qua về tiến trình xây dựng chùa. Ngôi chùa Long Vân Châu Tự đã được xây cất thật là huy hoàng, chắc chắn. Nó không ít công sức và vật chất để chúng ta biết được quá trình thi công như thế nào, các khoản thu chi là bao nhiêu và tổng số tiền để xây cất là bao nhiêu. Thì kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể các cụ, các bà và toàn thể nhân dân, hiện nay ban kế toán của chúng tôi trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, nhưng tinh thần nhiệt huyết vẫn hăng say cố gắng để hoàn thành ngôi chùa, phục vụ đời sống tâm linh của toàn thể bà con nhân dân. Báo cáo toàn thể các cụ, công các bà, tổng vận động của ban kiến thiết cũng như được sự nhất và đóng góp của nhân dân là được 668 triệu. Và hiện nay ngôi chùa sau khi hoàn thành cho đến hiện nay và cả sân sướng tất cả đầy đủ, tuy nhiên còn một số cái khu vực vườn thì cũng chưa thể trả đất về kịp. Thì báo cáo tất cả các cụ công bà, hiện nay dự tính kinh phí đã chi là 736 triệu. Như vậy mặc dù ngôi chùa đã được con số chưa được dương, tuy nhiên thì cơ sở và ban chấp tác nhà chùa cũng như là ban kiến thiết cũng sẽ về cái bản báo cáo chi tiết, thì trong một cái kỳ họp dân gần nhất, ban kiến thiết nhà chùa cũng sẽ thông qua từng khoản thu, từng mục thu để bà con nhân dân nắm được. Thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, các bà, quý khách thập phương và toàn thể nhân dân, lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin được kính mời một đại diện của một gia đình chúng ta lên phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các ông bà đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Kính thưa các cụ, công các bà cùng các Phật tử trong làng và các và nhân dân địa phương về dự lễ khánh thành chùa Long Vân Châu Tự. Hôm nay toàn thể nhân dân trong làng vô cùng phấn khởi mừng lễ khánh thành chùa làng. Toàn thể gia đình chúng tôi được sự đồng ý của chính quyền địa phương và ban khánh tiết cho phép được góp phần công đức vào chùa Ba Pho Tượng. Toàn thể gia đình chúng tôi cùng các con cháu nhất tâm kính bái và chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và dân làng. Kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ trọng thị này mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, công bà cùng toàn thể nhân dân, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất. Toàn thể nhân dân chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh để đón nhận giây phút khánh thành chùa Long Vân Châu Tự của chúng ta. Và sau đây xin mặt cho ban tổ chức xin được mời các ông Đỗ Thế Chất, trưởng thôn, bà Nguyễn Thị Huệ và cụ Nguyễn Xuân Quát. Xin mời các ông bà cụ chúng ta lên làm lễ cắt băng khánh thành. Yeah.
lên chưa đấy? Đỏ hoa, đỏ hoa. Xong chưa? Dạ, chuẩn bị ạ. Dạ. Mời các băng khánh thành chùa của chúng ta xin được phép bắt đầu. Được phân công nhiệm vụ rước tượng Phật vào chùa để vệ. Vậy thì tất cả các thanh niên đã được ban kiến thiết sắp xếp cái công việc hỗ trợ cho ban kiến thiết cùng với lại ông lên kết hợp cùng với lại các của các ông để tháo dỡ cái cửa, tháo bớt cái cửa và chuyển tượng lên trên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Hà Phật. Đại diện cảm ơn đại các quý vị đại biểu, các cô công tác bà, các cùng toàn thể nhân dân. Một lần nữa xin được thông báo là chương trình Dước An Vị Thượng đã hoàn tất và thành công. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn đến các quý vị đại biểu, các cô công tác bà, cùng toàn thể nhân dân, khách thập phương gần xa đã về dự buổi lễ khánh thành chùa Long Vân Trực, Long Vân Cơ Tự. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo sau đây sẽ là chương trình dâng lễ vào chùa. Đoàn lễ đầu tiên ban tổ chức chúng tôi xin chân thành kính mời, đó là đoàn lễ của thôn Nhật Tảo 6A. Chúng ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xã hội.